Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 5 ngày 23 tháng 5. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cần sớm cải thiện chất lượng nước tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người dân để góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Lại xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở xã Hùng An, huyện Kim Động khiến một học sinh tử vong. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các sở ban ngành và hơn 1.000 đại biểu tại 10 điểm cầu trực tuyến ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong tỉnh. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức của nhân dân về xây dựng phát triển văn hóa con người đã được nâng lên, hình thành ý thức tự giác trong giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, chủ động tiếp thu những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại. Chất lượng giáo dục văn hóa được nâng cao, phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình, khu phố, cơ quan văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, có tác động tích cực đến đời sống văn hóa, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Qua các ý kiến tham luận của lãnh đạo các sở ngành địa phương cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, Hưng Yên có trên 160 di tích quốc gia, trong đó có nhiều di tích quốc gia đặc biệt, nhiều bảo vật quốc gia. Đây là minh chứng rõ nhất về truyền thống văn hóa tốt đẹp của các địa phương trong tỉnh. Trải qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, Hưng Yên đều xuất hiện những người con ưu tú và những danh nhân có nhiều công lao cống hiến cho đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý ngành giáo dục cần tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng cho học sinh đến các di tích lịch sử văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh. Phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đẩy mạnh xây dựng quy hoạch mới tại khu vực đền Trần, đền Mẫu và Hồ Bán Nguyệt, tạo điểm nhấn thu hút du khách về tham quan. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xây dựng các nhà văn hóa. Vì vậy, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh quản lý khai thác sử dụng hiệu quả các nhà văn hóa thôn, không để tình trạng bác rạp hiếu hỉ ra lòng đường giao thông vừa gây phản cảm vừa mất an ninh trật tự xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết 33 gắn với các chỉ thị nghị quyết của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp thực hiện của đơn vị mình bằng những việc làm cụ thể, phát triển kinh tế phải đi liền với phát triển văn hóa. Phải đặt vấn đề cân bằng giữa kinh tế văn hóa, giữa văn hóa con người và kinh tế. Và không, báo cáo với các ông chí là không chỉ tập trung cho kinh tế. Và nếu mà kinh tế suy yếu, ở đây thì nếu kinh tế suy yếu thì chỉ một vài năm thì chúng ta phục hồi được. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa thì xác định là phải mất nhiều năm mới phục hồi được. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phải coi trọng công tác đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở, đầu tư có trọng điểm cho lĩnh vực văn hóa tương xứng với lĩnh vực phát triển kinh tế, trong đó đi sâu vào bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Cùng với xây, phải chống văn hóa đồi trụy, những quan điểm sai lệch về văn hóa. Việc xây dựng và phát triển văn hóa để con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống, và trong đó xây là cơ bản và chống phải quyết liệt, chống những cái tư tưởng văn hóa đồ trị không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Sáng nay tại chùa Mễ Sở, xã Mễ Sở, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Pho tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn tại chùa Mễ Sở được tạo tác vào đầu thế kỷ 19 trong tư thế ngồi tọa thiền với kích thước khá lớn, tượng cao 2,8 mét, được chế tác bằng gỗ mít,
pho tượng có 1014 tay mắt khác nhau. Đôi tay chính chắp trước ngực, kết ấn chuẩn đề, đôi tay để trong lòng trước bụng, kết ấn tam muội. Đôi tay lớn trên cùng được chụm lại trên đỉnh bũ thiên quan, đưa lên phía trên đỡ đài sen cùng tượng. Đây là điểm khác lạ so với những pho tượng nghìn mắt nghìn tay khác đã biết ở Việt Nam. Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn Chùa Mễ Sở là một trong ba pho tượng được xếp vào hàng đỉnh cao của nghệ thuật tạo tác tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn cổ ở nước ta. Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1821 QĐ-TTG công nhận pho tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn tại Chùa Mễ Sở là bảo vật quốc gia. Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch phương án để bảo vệ và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia này. Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên của huyện Ân Thi. Đồng chí Lê Văn Hưng đã đến thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đào Thị Phương, chi bộ thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi, Phùng Thị Hòa, chi bộ thôn Vệ Dương, xã Tân Phúc, Nguyễn Văn Hoàng, chi bộ thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc và đảng viên Vương Thị Đũi, chi bộ thôn Đông Bạn, xã Cẩm Ninh. Đây là các đồng chí lão thành cách mạng có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn bó, đoàn kết với nhân dân, động viên con cháu phát huy truyền thống xây dựng gia đình văn hóa. Tại các gia đình, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận công lao và sự hy sinh phấn đấu của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời động viên các đồng chí đảng viên giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Ngày 22 tháng 5, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên cũng đã tới thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Tâm, 89 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ Nguyễn Thiện Thuật thuộc Đảng bộ phường Lê Lợi. Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Hồng Quảng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Tâm, đồng thời mong muốn đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Được biết trong đợt này, thành phố Hưng Yên có 126 đảng viên tại 20 chi đảng bộ trực thuộc thành ủy vinh dự được tặng huy hiệu Đảng, trong đó có một huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, còn lại là huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Ngày 22 tháng 5, Ban Chỉ đạo Hoạt động Hè tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch Thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện hè năm 2019. Sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh. Theo kế hoạch dịp hè năm nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai một số hoạt động như tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam, chiến dịch tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, liên hoan giai điệu tuổi hồng, thiếu nhi kể chuyện và các hoạt động đêm hội trăng rằm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu, trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh, các địa phương, đơn vị phải cụ thể hóa kế hoạch những hành động, hoạt động, phong trào để phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương, đơn vị. Cần làm tốt công tác tổ chức các hoạt động hè tại cơ sở, trong đó ưu tiên hoạt động dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tỉnh đoàn với các thành viên Ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh, các đơn vị địa phương nhằm đưa các hoạt động hè đi vào thực chất, hiệu quả. Sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày các báo cáo và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đề xuất cấm quảng cáo trên Internet để hạn chế tình trạng sử dụng rượu bia, loại hàng hóa có nguy cơ gây nghiện đối với giới trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Đại biểu cho rằng, giới trẻ vẫn chưa và không nhận biết được đồ uống có cồn từ 4,5% trở lên,
Trong khi đó, các nhà quảng cáo lại đánh tráo khái niệm bằng các thuật ngữ nước trái cây có ga, nước trái cây lên men. Điều này rất nguy hiểm khi tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và tác động lâu dài, ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ vị thành niên. Do đó, cần kiểm soát việc quảng cáo, nhất là quảng cáo trên Internet. Phiên thảo luận cũng nhận được nhiều ý kiến đồng tình của đại biểu về việc kiểm soát chặt quảng cáo rượu bia để hạn chế tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại điều này sẽ khó thực thi bởi việc cấm quảng cáo sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, một nghiên cứu cho thấy Việt Nam có tới 58 triệu người sử dụng mạng xã hội, khoảng 80% người dùng điện thoại thông minh, truy cập Internet. Nhưng việc kiểm soát quảng cáo rượu bia trên Internet hiện nay quá yếu, chỉ mang tính hình thức. Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe báo cáo tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước và luật thư viện và thảo luận tại tổ về hai dự án luật này. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc thuộc Tổng cục Môi trường tổ chức tập huấn hướng dẫn việc đầu tư, vận hành trạm quan trắc nước, khí thải tự động liên tục. Tham gia buổi tập huấn có lãnh đạo Ủy ban, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đã đầu tư trên địa bàn tỉnh, thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc nước, khí thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu hai chuyên đề quy định trong quản lý nhà nước về yêu cầu đối với các trạm quan trắc, những quy định về lắp đặt, quản lý đo lường, đánh giá chất lượng hệ thống các trạm quan trắc tự động liên tục và chuyên đề hướng dẫn vận hành các trạm, bao gồm các quy định về thủ tục hồ sơ quy định về quản lý vận hành, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng, hoạt động hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, đánh giá chất lượng và phương thức truyền dữ liệu. Cũng trong buổi tập huấn, các học viên đã thảo luận và nghe giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương. Nhà máy nước Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào được xây dựng từ năm 2011. Do nhà máy đang sử dụng công nghệ cũ và sản xuất đạt chất lượng nước loại B nên chưa đảm bảo yêu cầu sử dụng của các hộ dân nơi đây. Nhà máy nước Bạch Sam do công ty sản xuất xuất nhập khẩu và xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Nhà máy có công suất thiết kế 2.000 mét khối một ngày đêm. Hiện nhà máy đang cung cấp nước sinh hoạt cho trên 600 hộ dân nơi đây. Do nhà máy sản xuất nước theo công nghệ lọc nước cũ, nguồn cấp từ nước ngầm được bơm lên và lọc bằng cát thạch anh qua bể lắng và sử dụng hóa chất ra ven, nên chỉ đáp ứng nhu cầu tắm giặt, chưa sử dụng để ăn được. Để đáp ứng yêu cầu về cấp nước cho tổ dân phố nói riêng và cho đô thị nói chung, thì nhà máy cần sớm thay đổi công nghệ sản xuất nhằm đáp ứng tiêu chuẩn nước loại A. Sau 3 năm triển khai chương trình gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, hình thức gửi tiền tiết kiệm tiện dụng này đã đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm ở các vùng nông thôn. Với việc gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách Xã hội, khách hàng được hưởng mức lãi suất tiền gửi tương đương với lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn tỉnh với cùng kỳ hạn, được nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán. Đặc biệt, điểm thuận lợi của hình thức huy động tiết kiệm này là mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu là 500.000 đồng một lần một sổ. Khách hàng có thể gửi tiền tại điểm giao dịch xã, nhưng khi rút tiền có thể rút tại điểm giao dịch xã hoặc tại trụ sở ngân hàng nơi mở sổ tiết kiệm. Do đó, những khách hàng là những người nghèo hoặc hộ có thu nhập thấp cũng có thể tham gia được. Tính đến hết ngày 21 tháng 5 năm 2019, tổng số dư tiền gửi của tổ chức cá nhân là trên 415 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó, tại các điểm giao dịch xã là trên 82 tỷ 700 triệu đồng. Hoạt động này vừa huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, tạo thêm thu nhập cho người gửi tiền, tiền lãi, vừa giúp Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh có thêm nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người dân để góp phần đẩy lùi tín dụng đen, mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ưu tiên dành nguồn vốn để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất của người dân. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ưu tiên dành nguồn vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất của người dân tại khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu vùng xa. Theo gói vay này, hạn mức mỗi món vay không quá 30 triệu đồng, phục vụ các mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết của khách hàng cá nhân, hộ gia đình như chi phí học tập, khám chữa bệnh, mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, áp dụng lãi suất hợp lý với thời gian xét duyệt và giải ngân ngay trong ngày.
ngay sau khi ban hành chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình tuy mới triển khai, nhưng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã cho vay được trên 5,2 tỷ đồng. Thủ tục về cơ bản thì vẫn phải đáp ứng là theo cái quy định của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước. Đấy, nhưng tuy nhiên thì để giải quyết vấn đề này thì cái tính chất là cái tính cấp bách của bà con nông dân khi mà có cái nhu cầu vay cái này, thì chính vì vậy là chúng tôi đã rút ngắn một số các cái bước, có thể là thẩm định này vân vân, và cán bộ tín dụng là phải làm rất khẩn trương, làm sao đấy là sáng bà con đến mà nếu cơ bản đủ điều kiện thì là có thể giải ngân trong ngày ngay. Đến thời điểm này là chúng tôi đã giải ngân được khoảng 5,2 tỷ với cái số lượng là khách hàng vay là khoảng 280 khách hàng. Nhằm đẩy mạnh hiệu quả chương trình này, Agribank cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay, rà soát đối chiếu các khoản vay, nghiêm cấm cán bộ cấu kết tiếp tay cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi. Agribank cũng phối hợp cơ quan công an, chính quyền các cấp đấu tranh ngăn chặn ảnh hưởng của tín dụng đen đối với tín dụng ngân hàng trên địa bàn. Bà con muốn vay vốn thì chỉ cần tức là ở xã, ra xã là xin cái giấy đề nghị vay vốn này. Để sau đó là thậm chí là sẽ lên thẳng ngân hàng luôn, các cái điểm giao dịch của ngân hàng để đặt vấn đề vay, thì khi đấy là chúng tôi sẽ có những cán bộ tín dụng để xem xét thẩm định một cách cụ thể. Sau đó là nếu đủ điều kiện thì sẽ giải ngân cho bà con hay là cho khách hàng vay vốn luôn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Để thu hút nguồn lao động, nhất là lao động có trình độ tay nghề, các doanh nghiệp tại huyện Ân Thi nâng cao các chế độ đãi ngộ quan tâm người lao động, từ lương thưởng cho đến điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn trước. Huyện Ân Thi có khoảng 200 doanh nghiệp đang hoạt động, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực may mặc, điện tử, bao bì, thực phẩm. Tính riêng năm 2018, các doanh nghiệp tạo việc làm mới cho 3.100 lao động. Hiện nay, lương thưởng của công nhân lao động được cải thiện đáng kể, trung bình đạt từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Có nhiều vị trí việc làm đạt mức thu nhập trên 10 triệu đồng một người một tháng. Ngoài các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tùy thuộc vào đặc thù của công việc, một số doanh nghiệp thực hiện thêm bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân. Chất lượng bữa ăn, các khoản phí như tiền điện thoại, xăng xe, nhà trọ đều được nhiều doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ. Thực hiện công văn số 1016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn thương phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn an toàn cho hội viên nông dân. 100% cán bộ công chức người lao động trong cơ quan hội đã hưởng ứng mua tối thiểu từ 10kg thịt lợn trở lên, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin về giá cả thị trường, địa chỉ có lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán cho các đơn vị có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ, tích cực tuyên truyền vận động tới cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh đẩy mạnh việc tiêu thụ sử dụng thịt lợn an toàn để tháo gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra. Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Giang vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành Đạt tổ chức đến thăm và hỗ trợ cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thắng Lợi. Đoàn đã hỗ trợ 28 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, mỗi đối tượng 10kg gạo và 500.000 tiền mặt, có phần chia sẻ khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống. Được biết, hưởng ứng phong trào mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, từ năm 2018 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tặng được trên 200 địa chỉ cho các đối tượng nghèo, chính sách trên địa bàn. Vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 5, tại thôn Ninh Phúc, xã Hùng An, huyện Kim Động đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh tiểu học tử vong. Nạn nhân là em Phạm Tuấn Anh, sinh năm 2011, học sinh trường tiểu học Hùng An. Vào thời gian trên, sau khi cùng các bạn trong lớp đến đá bóng tại sân bóng thôn Ninh Phúc, em Tuấn Anh cùng các bạn rủ nhau đi tắm tại bể bơi ngay cạnh sân bóng. Khi tắm, Tuấn Anh bị đuối nước, nhưng các bạn không biết, đến lúc có bạn khi bơi chạm vào người em Tuấn Anh mới gọi người lớn đến cứu. Khi người dân đến khu vực bể bơi vớt được Tuấn Anh lên thì em đã ngừng thở. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại khu vực bể bơi không có quản lý bể bơi và người lớn trông coi. Bể bơi thôn Ninh Phúc được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2018. Tuy nhiên đến nay, bể bơi vẫn chưa có người trông nom quản lý. Xung quanh bể bơi đã lắp hàng rào, song cổng vào bể bơi lại không có cửa. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.